Ly Đen đến từ hãng Tree, một cái con mà chạy hệ thống bóng L34, model của nó là TRV 35SE. Đây là cái lồng chụp để bảo vệ bóng. Bây giờ mình tháo cái lồng ra để các bạn dễ quan sát. Cái con này thì chạy tổng cộng là 7 bóng và 4 bóng công suất là L34, riêng theo máy là bóng T, và bóng rê sẽ là hai bóng 12A7 và một bóng 12AX7. Thiết kế của nó, mặt tiền của nó sẽ là phay nhôm với logo T ở đây. Đây thì nó còn có vài vết lấm tấm cắn cắn xíu xíu này đó, nhưng mà tổng thể thì rất là đẹp. Nấm chuyển cộng đây, vô lâm và các cái giắc cắm phía trước phía sau, bóng còn rất là đẹp. Ở bên hông chúng ta sẽ có được hai cái ốp gỗ màu nâu nâu. Cái thiết kế của đây nè, rất là thích hay làm cái thiết kế kiểu như đỏ, mà đỏ rực rất là đẹp. Đó. Chúng ta sẽ là thấy là những cái thiết kế của nó, những cái cột nguồn, cột tầng pho từng làm đỏ. Những cái con này thì nó đỏ cả cái phần thân rồi luôn. Đặc biệt cái con trai này chúng ta sẽ đánh được cả loa 4 ohm, loa 8 ohm, có chế độ riêng biệt. Nếu các bạn đánh loa 8 ohm thì chúng ta gắn cái cặp dương vào cái 8 này. Đó, còn nếu chúng ta đánh loa 4 thì chúng ta gắn cặp cọc dương vào số 4 nha. Cứ như vậy gắn với loa kia cũng là theo cái ohm của loa. Các cái đầu bit này nó còn luôn nha. Thì chỉ có mình cái đầu lai một người ta hay chơi thì người ta rút ra thôi. Nói chung thì con này là gọi là không phải gọi là xuất sắc nhưng mà tương đối đẹp. Và cái giá cũng rất là hợp lý luôn. Chỉ 23 triệu 500 ngàn thôi. Trên model TRV 34SE. SE ở đây là viết tắt của Special Edition. Dòng này là phiên bản đặc biệt hơn so với dòng thường. Nó còn có dòng SR nữa, nhưng mà SR thì nó chỉ khác là nó thêm cái chức năng remote thôi. Chứ còn theo mình đánh giá thì cái con này với con SR nó chất âm nó cũng như nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ test các bạn một bản nhạc, hai bản nhạc đi. Một cái bản nhạc bolero và một bản nhạc acoustic trữ tình. Bên mình có bán USB chép sẵn nhạc chất lượng cao. Như cái USB mình để đây, cái loại này là 128 GB này, sẽ có giá 800 ngàn. Đây cái USB ở bên trong cái hộp này nha. Còn cái loại 1000 GB là ổ SSD thì sẽ là 2 triệu 500 ngàn. 1000 GB thì chứa được nhạc Việt, nhạc DSD, nhạc quốc tế nữa. Còn 128 GB thì chỉ chứa nhạc Việt thôi. 128 GB chứa được khoảng 2000 bài, còn 1000 GB khoảng 15000 bài nhạc nha. Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền, bàng hoàng lạc gió mấy miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm, ngựa buông vó người đi chung chân đã bao lần. Nửa đêm đó lời ca già lan như ngại ngùng, vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng. Một đời bỏ ngỏ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em, tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ. Mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ, dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu.
đang còn in dấu chân bước quên. Tiếng ca bắt từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ, mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ, dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng địa đàng còn in dấu chân bước. Đã bao lâu tiếng còi
chân đi. Về thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề. Anh nói một năm nữa anh về. Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh. Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi xuống năm canh. Rằng tôi vắng anh vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình. Nhiều đêm chờ sáng nghe lòng thao thức canh thâu. Đường ga nhỏ bé nằm đợi mong đã bao lâu. Tiếng còi đêm lướt mau đón tàu đi về mà. Tiếng còi đêm lướt mau.